Hello everyone, and so today we have an interesting topic about sources of energy. Chào tất cả các bạn, và hôm nay thì chúng ta có cái chủ đề rất là lý thú, đó là những cái nguồn nhiên liệu. Ok, và ở cái phần A thì chúng ta đã điểm qua sơ lược về mình có những cái nguồn nguyên nhiên liệu nào, và những cái advantages và cái disadvantages khi mà mình sử dụng cái nguồn tài nguyên đó, cái nguồn nhiên liệu đó. Và bây giờ thì ở cái phần B, writing and speaking, thì chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề hơn nhé. Speaking. Đầu tiên trước khi vô speaking thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những cái hình ảnh sau đây. Tôi sẽ cho các bạn xem những cái bức hình, mà những cái bức hình này thì nó sẽ nói lên là những cái công đoạn khi mà mình biến một cái nguồn nhiên liệu này thành điện năng là như thế nào. Ok, đầu tiên thì mình sẽ có cái đó gọi là geothermal heat, địa nhiệt, đúng không? Như các bạn đã thấy thì nó sẽ có cái production wheel nó đi vô và cái injection wheel nó đi ra. Mình có hai cái dòng, đúng không? Đây là một cái quá trình phức tạp. Hình thì các bạn nhìn lấy thông tin sơ sơ thôi ha. Ok, tiếp nhé. Rồi ở đây thì nó có một cái này gọi là solar panel. Solar panel đó là cái tấm pin mặt trời. Như là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ lấy hấp thụ cái năng lượng từ tia, từ cái ánh sáng mặt trời, và nó sẽ có một cái tấm pin, và cái tấm pin đó nó sẽ xử lý chuyển thành electricity, chuyển thành điện năng mà mình sử dụng hàng ngày trong gia đình. Rồi tiếp theo thì đó là cái power wind power. Thấy không? Chúng ta sẽ thấy là thực chất thì cái wind power này, cái phần quan trọng nhất đó là như là mình gọi là cái sailboat. Cái sailboat là cái ở trong, các bạn nhìn hình ấy, các bạn sẽ thấy đó là cái phần quan trọng nhất. Nó sẽ giúp biến cái wind power thành cái electricity. Tiếp theo nữa thì mình nhìn thấy đó là gọi là water power, nó là thủy điện, đúng không? Ok, chúng ta sẽ thấy là nó cũng có một cái hệ thống rồi biến thủy năng thành điện năng như thế nào.